nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, dù con e cũng sẽ bị đen. Kiểu gì cũng bị đen thôi. Trời, tự dưng ở đâu ra đây? Tớ đi đằng sau bạn không thấy tớ à? À này, tớ bảo đây. Cái gì? Tớ khoe cho bạn biết một cái này nhá. Ngày hôm nay á, tớ có đồ chơi đó. Ôi giời ơi, bạn thì có đồ chơi gì? Trời ơi, coi thường tớ thế. Tớ á, toàn đồ chơi siêu hot thôi. Thế á, thế thì tớ cũng có đồ chơi đó. Tí nữa để lỡ mắt tớ cho bạn xem, để cho bạn mở mang tầm mắt. Để xem là cái món đồ chơi của bạn nó là cái đồ chơi tâm thường gì xem nào. Trời ơi, này, hôm nay áo trắng vậy lại khăn quàng đâu? Ồ, trời ơi, hay để tớ về tớ thay nha, tớ quên mất. Về luôn đi. Về luôn, không đỡ phải đi học nữa nha. À, mà sắp muộn rồi đúng không? Chả thế, bạn nhìn xem mấy giờ rồi. Thôi xong tớ rồi, thế là ngày hôm nay bị ghi rồi. Trời ơi, đáng đời. Đâu, xem nào, đồ chơi của bạn đâu? Nhìn đây, xem tớ có cái gì nào. Gì? Đây nè. Slam, slam đó. Slam mà như này. Đây nữa nè. À. Ui. Cái đấy người ta gọi là slam mây. Slam mây, tớ chơi thử nhá. Đây, đấy, bạn thấy chưa, lạ chưa? Ê, đừng có ấn của tớ. Đây nữa đây nè. Nhìn đây nha, để tôi cho bạn xem thử một cái nha. Ví dụ cái này, bạn nhìn thấy nó như thế nào? Nó chỉ là một viên thôi đúng không? Bây giờ nhìn tôi kéo nó dài ra nha. Yeah! Ui trời, sao kéo ra mà phải gồng mình thế này? À, tớ giả vờ gồng thôi chứ thực ra nó cũng dễ kéo ấy mà. Đi đâu, đâu, tớ thử xem nào. Không. Trời, nhìn thế này, mở to con mắt của bạn ra. Xem bạn có cái gì? Tên tên. Tên tên. Ê, wow. Đây là cái gì? Đây là slam nè, slam này mới gọi là slam. Slam như bạn á, ai gọi là slam? Ủa, so với của mình á, tớ gấp mấy lần luôn. Ôi, đừng có kéo của tớ. Không. Kéo sao mà toàn bị đứt thế này? Hả? Tại á, đám mây của nhà tớ hôm nay nó bé thôi. Trời ơi đi. Bạn phải vò nó như thế này này, xong bạn mới kéo. Đây. Ôi. Nào, con bị đứt thôi. Nhìn slam của tớ đây này. Chơi cái này này. Ý, còn có cham nè, cham gấu dâu. Đây, hẳn hai cái cham luôn. Đây nè. Wow, thấy chưa, thấy chưa? Thấy dẻo chưa? Ui, cái cầm cái là thơm quá. Nào. Thơm thơm mùi dâu quá. Nhìn này, bên này là màu hồng nhá. Bên này màu trắng này. Wow, wow, nhìn giống như sữa luôn. Tất nhiên rồi. Ui. Đây, tôi lấy ra cho bạn xem nha. Wow, mềm ơi là mềm. Cho tôi cầm cho, tôi cầm cho. Nhiều thế. Wow, thơm thật đấy. Wow. Đấy. Yeah. Ui, nhìn thơm kiểu giống như là kẹo luôn á, kẹo cao su á. Dạ thế, đó. Cho tôi kéo thử. Không. Tay bạn vừa chơi cái slam kia xong bẩn xong tí nữa làm đổi màu cái slam. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Không. Như thế này cơ mà. Rồi, thơm như kẹo luôn. Như kẹo cao su luôn. Cho tớ cầm một ít đi. Không. Sau rồi tớ cho bạn chơi của tớ nữa được không? Bạn cho tớ chơi cùng đi. Sau tớ làm thành một cái slam to. Nhiều màu tớ cho bạn chơi cùng nhá. Không, slam của bạn nó cứng đờ. Không. Tớ chơi gì? Của tớ cũng mềm mà. Đây này, giờ tớ cũng có slam to nè. Nhiều màu nè, đó thấy không? Cái gì vậy? Tớ sẽ kéo nó cho bạn xem nha. Yeah. Ôi dồi. Cái này nó chưa trộn được thôi. Thôi đi, chơi slam gì mà phải gồng hết sức thế kìa. Sao tớ chơi với? Nhìn đây này. Mềm quá à. Đấy, bây giờ tớ sẽ cho ra đây. Cho cái cham vào. Đấy, để đây nha. Đấy. Nào. Xong rồi á, đây nữa. Wow. Đây, cho những cái nhẫn này lên. Đâu? Tin. Đấy, đấy chưa nè. Ý, bạn cho nhiều vào. Đó. Bạn cho hết luôn đi. Ui. Đẹp quá. Ui. Đi nè. Wow. Đây, cái này. Bây giờ á. Bạn thỏ. Cái slam của bạn á toàn cham là cham rồi. Ờ, xong nha. Để tớ trộn cham. Để yên. Đấy.
Đó, bạn tìm được một cái nhẫn nào nữa luôn. Đây. Đấy, đấy là khác. Câu này nè. Wow. Nào. Sao tớ chơi với? Không, thế bạn bảo là slam của bạn á mới là xịn mà. Tớ cứ tưởng là slam của tớ là xịn nhất, nhưng mà của bạn á còn xịn hơn. Này, hay là bạn chơi của tớ một tí đi, của tớ nhiều màu này, của bạn có mỗi màu hồng thôi. Đâu, tớ xem nào. Đây, ý, tớ chơi của bạn nhá. Hey. Yeah. Cái gì vậy? Thôi mang đây, slam của bạn á, trời chán chết đi được. Nhưng mà tớ vẫn chưa chơi được mà, tớ mới kéo được có một lần thôi. Không, bạn chơi slam của bạn đi. Ý, để mình xem thử cái hộp slam này nè, nhìn nha. Đâu? Đây, nhìn nè. Hãy wow, sẽ nặn ra. Cái này cũng màu đó, hồng luôn kìa. Ý, wow, thế nó tự nó chảy luôn nè. Chảy giống như là thạch á. Đó. À, chơi thế này thôi. Nhìn này. Ừ, đây à, bạn biết slam gì không? Cái này là slam. Slam thạch à? Slam thạch đó. À. Nhìn này, mình sẽ bóp như này. À, sao nó đổi màu kìa? Thế slam như thế này mới gọi là slam chứ. Xịn sò thật đó. Đấy. Này, hay là bạn cho tớ chơi nốt cái này đi nhá. Không, mang đây cho tớ để tớ cho vào nào. Nào, mang đây. Yeah. Mang đây, bạn có muốn là cho slam này đổi màu nữa không? Có. Đây. Rồi làm sao? Hay là trộn của tớ sang đi. Không. Đây, tớ sẽ trộn của tớ vào đây. Nào, hỏng hết của tớ bây giờ. Tớ sẽ cho slam màu hồng nha. Slam màu hồng á? Ờ, nó đã là màu hồng này, mà. Bạn bóc cho tớ. Đây, mở ra hả? Ừ. Đây. Hồng đậm hơn. Trộn vào đây hả? Đây. Ok. Đi rồi. Wow. Ui đẹp thế. Thế nào? Đẹp quá. Màu nào đẹp hơn? Tôi thấy màu đậm này đẹp hơn. Tất nhiên rồi. Này, bạn á, có nhiều thế mà không cho tôi chơi cùng mà buồn lắm. Ồ, thế của bạn đấy. Này, hay là bạn cho mấy cái Lego này của bạn vào trong kia? Để tôi cho thử xem nó như thế nào nhá. Tớ nghĩ là chả dính đâu ấy. Sao? Tớ cho thôi mà. Đây, yeah. Nhìn đây, slam của tớ màu galaxy nha. Bây giờ tớ sẽ cho topping vào đây. Ê, tinh tinh tinh. Zin zin. Ghê chưa. Ôi giời ơi, này, đây là bạn đang làm bánh xong rồi nhân là Lego hả? Không, cái này là slam à. Ui giời ơi, còn không cho vào hẳn được ý. Đây, kín hết đây này, tạo thành một cái bọc luôn nha. Ê. Trời ơi, đây, nào tớ cắn miếng để xem là nhân nó thòi ra không? Còn lâu tớ mới cho. Đó, nhìn kìa, đổ ra xong rồi chả dính tí nào luôn. Tớ giờ tớ lại cho ra ngoài, tớ chả trộn nữa đó, tớ lại cho vào hộp. Eo ơi, chả dính miếng nào. Kệ tớ. Thôi, tớ chả ngồi đây mà chơi với bạn nữa. Tớ đi rửa tay đây, chuẩn bị vào học. Bạn đi rửa tay á? Ờ, đi. Bạn ấy đi rồi. Wow, slam của bạn ấy xịn sò thật đó. Mình thì á, chưa được chơi bao giờ. Yeah, wow, slam này thích thật đó. Bây giờ mình sẽ trộn màu giống như bạn Hằng. Hồi nãy á, bạn trộn màu vào nhìn thôi là đẹp. Yeah, mình sẽ cho màu vào nè. Píp píp, biến đổi màu của slam nào. Wow, đẹp quá đấy. Yeah, khỏi là màu hồng luôn. Và bây giờ sẽ biến thành màu xanh. Cho đậm lên. Cho hết luôn. Yeah, ha ha. Thế là bây giờ bạn Hằng đã có slime màu xanh rồi. Wow. Yeah. À. Bây giờ mình sẽ cho Lego của mình vào để xem nó như thế nào. Hồi nãy của bên mình nó không dính thì bên này chắc là sẽ dính thôi. Wow, cho hết luôn. Hả? Hả? Sao nó cũng không dính lắm ta? Chắc là tại Lego của mình nhiều quá rồi. Hả? Trời ơi. Ui, tay của mình á biến thành tay màu xanh luôn rồi. Hời, cái bên này chán luôn á. Nè, ui. Tạo thành cái mảng gì đâu ấy. Yeah, mình chính là người nhện đây.
Thôi, dính hết rồi. Không chơi cái này nữa. Để xem cái bên này đi. Để xem cái bên này nào. Bên này thì là màu hồng. À, bạn đây có gấu râu nè. Mình sẽ cho chú gấu râu vào đây. Một chú này ở đây luôn. Thêm cái bánh nha. Cho thêm quả dâu tây thì. He he. Và bây giờ là một cái bút chì. Kéo lên. Hả? Dính tay quá, bây giờ bị dính màu xanh rồi. À, mình đi rửa tay xong mình chơi luôn. Cầm đi luôn. Hai, Hùng ơi Hùng, dậy đi bạn ơi. Gì đây? Dậy đi. Có gì chơi đây? Xem tôi có cái gì đây nào. Ông ngồi xuống như nào? Đây. Đây nhá, bạn biết là cái gì không? Đây á. Slam. Đúng rồi, slam xịn sò nhá, bạn nhìn đi. Ui, slam cầu dâu á. Chả thế. Đang nổi đây. Tôi kéo cho bạn xem nhá. Đâu? Ui. Thấy ghê chú. Bạn lấy hết ra đi cho tớ chơi với. Để tớ lấy hết ra cho bạn nha. Cái này là của bạn hả? Ôi, của tớ đấy. Ui. Bạn nhiều tiền ấy. Ui, ở trong còn có gì đây? Hả? Ở trong còn có trang mà. Có rất là nhiều hình luôn. Ui. Lấy ra tớ. Đây, bạn cầm lấy đi. Ui. Thơm không? Thơm đấy. Thơm mùi dâu đúng không? Đúng kiểu như là dâu tây ấy. Ờ, thì là của gấu dâu mà. Đây. Đâu? Kéo cho bạn xem nha. Kéo xem nào. Nhìn đây. Đâu? Yeah. Ui. Tôi chơi chúng này. Ui. Để tôi xem nào. Ui. Đấy, cái này chắc là đắt tiền nó mới nhờ. Chả đắt. Để xem nào, để làm cho to ra nhá. Ok. Xem to bằng mặt bạn không nào. Nào. Thế nào. Này, bạn kéo rộng ra để tôi đấm một cái xem nó có bị thủng không. Ok, đây. Đâu. Đây. Như thế này này, để tôi làm cho. Đâu. Bạn làm đi thế để tôi đấm cho. Bạn đúng là chả biết cái gì luôn. Chưa được... lần đầu tôi chơi chẳng thế. Chưa được chơi slam xịn xò bây giờ chưa. Đúng không. Slam của tôi chơi nó cứ cứng kèo kèo ý. Đây, để tôi đâu? Rộng ra nha. Đây. Đâu? Đó. Để tôi đấm nhá. Mà bạn nhận ra cái gì không? Slam này á, không dính tay đúng luôn. Rồi, chơi đã nhờ. Ui. Bạn có biết là cha mà trong này là có những cái gì không? Có gì? Đấy, tôi cho bạn xem đâu? Thế. Thế nào? Đây. Nó bị dính mà rồi. Bị biến mất rồi. Đúng rồi. Đây là cái nhẫn này. Đúng rồi, cái nhẫn đó. Để tớ tìm tìm trong gấu râu đâu. Tớ bạn chơi tìm gấu râu không? Ok. Ok, ê bạn tìm đi. Để tớ tìm trước cho. Gấu râu. Gấu râu đâu rồi? Tớ thấy rồi, gấu râu đây. Đấy này. Đâu? Tớ thấy gấu râu rồi. Đây. Tớ tìm. Ôi, mình dính vào váy của tớ rồi. Đây, không sao. Đó. Ui. Đây, chơi dẻo thật đấy. Tất nhiên rồi. Này, tớ với bạn cùng kéo đi. Ok. Bạn đưa đây để tôi xoa xoa vào đá. Xong rồi bạn sẽ kéo một bên, tôi kéo một bên xem nó dài không. 1, 2, 3. Đừng để đứt nha. Ôi, đứt nó dẻo quá. Dẻo quá. Thế mới là slam xịn chứ. Đúng. Còn nếu nó cứng á, không phải slam xịn đâu. Tết ơi. Tết đi đâu rồi? Cái gì đây? Hả? Slam của mình sao lại biến thành màu xanh thế này? Mày còn nhoe nhoét hết cả bàn rồi. Slam gấu râu tự dưng biến mất rồi. Bạn Tuyết lại đi đâu nữa rồi? Chắc chắn là bạn Tuyết lấy slam của mình xong làm ra nông nỗi như thế này. Mang cả slam gấu râu của mình đi đâu nữa rồi? Tớ không cho bạn kéo nữa. Kéo đi. Không. Nhìn đây. Bạn Tuyết dám lấy của mình ra cho bạn Hùng chơi đúng không? Tất nhiên rồi. Tuyết. Bạn Hằng. Tuyết, sao bạn làm slime của tớ thành màu xanh rồi? Bê bét như thế bạn không rõ hả? Tại cái gì mà tại? Slime gấu râu của tớ. Tớ muốn một tí thôi mà. Còn gì mà muốn? Ôi, sao bạn lấy slime của bạn Tuyết? Bạn trả lại cho bạn Tuyết ngay. Slime nào là của bạn Tuyết? Cái này là của bạn Tuyết, còn của ai nữa? Còn lâu mới là của bạn Tuyết, cái này của tớ đấy. Bạn Tuyết bảo của bạn đấy mà. Slime này là của ai hả Tuyết? Đúng rồi, của ai đây? Thực ra cái có này... bảo của bạn không? Cái này là của bạn Hằng đó. Đấy, thấy chưa? Tớ thấy thích quà, tớ lấy ra cho bạn chơi cùng đó, không phải của tớ đâu. Thế sao bạn lại bảo là của bạn? Tôi đi, có mà bạn này bốc phép đi. Slam của bạn này á, cứng đờ đờ luôn. Thấy slam của tớ thích quá nên là lấy trộm ấy đúng không?
Tớ chỉ mượn một tí thôi, không phải tớ trộm đâu. Thế sao lúc tớ ở đấy thì bạn không mượn, mà nhân lúc tớ không ở đấy lại lấy của tớ? Bạn nhìn cái kìa, mượn xong rồi làm be bét hết của tớ rồi cái kìa. Tại lúc bạn ở đấy à, tớ muốn chơi cùng bạn có cho đâu. Nếu mà tớ hỏi mượn thì chắc thì bạn đã cho, nên là tớ mới tự ý lấy đấy. Tớ biết thừa bạn, nếu mà bạn đụng vào đồ của tớ, bạn sẽ làm đổi màu, đổi dạng luôn ý. Đây nè, sẽ làm gì mà làm bẩn hết rồi đấy nè. Không, nó vẫn chơi được mà, đây tớ kéo cho mà xem. Nào, giờ vẫn còn muốn chơi nữa. Thôi, tớ xin lỗi nha. Tớ xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ của bạn. Hôm nay tớ sẽ không như thế nữa. Thôi đi, cái câu này bạn nói suốt ngày rồi đấy. Thôi, việc của hai bạn mà ồn ào quá. Thôi, tớ không ngồi đây mà nghe đâu. Tớ không chơi với bạn nữa đâu. Thôi, tớ xin lỗi mà. Tớ biết lỗi rồi mà. Thôi đi, của bạn thì bạn chơi đi. Nhưng mà tại vì tớ chưa được chơi slime xịn sò như của bạn bao giờ, nên là tớ mới tự ý lấy đấy. Tớ biết lỗi rồi, bạn tha lỗi cho tớ nhá. Từ lần sau á, tớ sẽ không bao giờ đụng vào đồ của ai nếu mà chưa được cho phép đâu. Nhá, bạn tha lỗi cho tớ đi mà. Tí nữa tớ vào tớ dọn bàn cho bạn, sạch sẽ luôn, sạch bong luôn. Nhớ đấy. Nếu mà không sạch bạn ngồi bên của tớ cũng được. Thôi đi, của ai ngồi ấy ngồi. Nhưng mà hôm sau nhá, nếu mà người khác không có ở đấy thì bạn tuyệt đối không được lấy đồ người đấy đâu đấy. Tớ nhớ rồi, tớ hứa luôn. Không bao giờ tớ đụng vào đồ của người khác nếu mà chưa được cho phép. Thôi được rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối đấy nhá. Ok, mình chơi tớ nữa nhá. Nhưng mà phải cho tớ chơi slime với. Thì nãy giờ bạn chơi còn gì. Bây giờ bạn vào dọn bàn cho tớ, tí nữa tớ cho chơi tiếp. Nhớ nhá, giờ tớ vào tớ dọn luôn đây. Trời ơi, đã làm sai rồi. Mặt cứ hớn hà hớn hở như thế, ai mà dỗi được. Here we go.